của con được rất nhiều người dùng tin tưởng. 당번 이 회사의 제품은 흥덕지 뉴 많아요. 많은 사람이 딘중 Xin rê run bạc cưỡi sao yo hê sa e đinh dung muốn tư xe xin rê run bạc cưỡi sao yo à Xin lê à, 많은 사람들이 신뢰하고 있는 제품입니다. hê sa e chê bơm mươn mạn nương so bi cha rô bù tho xin rê run bạc cưỡi xâm này ta. Nè. 다음. Công ty đang mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước khác. Công ty đang mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước khác. Công ty đang mở rộng thị công ty 회사가 뭐는 đang mở quỹ 있어요? Huế sa nướng, Huế ro, Su Sun열어요? si chan nướng, Nước 회사는 각 해외로 해외 수출 시장을 열어요? 수준 시장 은 막대 하고 있어요. 네. 다음. doanh nghiệp đang tìm kiếm những cách mới để kinh doanh hiệu quả. Doanh nghiệp đang kiếm kiếm những các mối đề kinh doanh hiệu quả. Kiểu kiểu chazayo. Haziman, Business 또는 효과 사업 있는 사업을 위한 새로운 것들을 찾아요. 기업은 비즈니스는 효과적으로 수행한 수 있는 새로운 방법은 찾고 있어요. 네. 띵한 볼게요. 이 회사에는 수백 명의 직원이 일하고 있습니다. 이 회사에는 수백 명의 직원이 인하고 있습니다. 아, 공대는 꽁키나이 300명이 고 한참 nhân viên làm việc. Nè, công ty này có hàng trăm nhân viên làm việc. 회사 리더십이 장기적인 개발 계획을 제시했습니다. 회사 리더 리비 장기적인 개발 계획은 제시했습니다. 아, lãnh đạo của công ty đã vạch ra kế hoạch phát triển như vậy. lãnh đạo công ty có kế hoạch phát triển dài hạn. Y 회사의 제품은 많은 소비자들이 신뢰합니다. 이 회사의 제품은 많은 소비자들이 승인을 합니다. 단팡과 꽁띠 나이 고뉴뉴 뉴이 틴주 Sản phẩm của công ty được nhiều người tin dùng.회사가 수출 시장을 다른 국가로 확대하고 있습니다. 회사가 수준 시장은 다른 국가로 확대하고 있습니다. 연예 몰랑 당당 몰랑 당 몰랑 수수아주 주요 시장 뭐라지? 시장 là thị trường Chính chữ à chính chữ xuất khẩu. Để nốt mở các rộng sang các nước khác. 기업은 효율적인 비즈니스를 위한 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 기업은 효 윤적인 비즈니스를 위한 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 존니앱 당 힘감 Tìm kiếm những cách thức mới về doanh nghiệp quá. một các mỗi
kín chuẩn Nè. Kinh doanh. Business sao up. nè lâu quá bùi yếu Giá trị yatse 관한 단어예요. Sorry. 라우카이 채소 rau cải chia số quả qua in quả이란 말이 깔과도 과일이에요? quả qua in trái cây cây trái cây nè nè cà chua tomato nè du hào su bạc bí đỏ hô bạc cà lốt tăng cương chuối banana du leo ôi bí ngô hô bạc chu chi nhỉ yeah, chu chi nhỉ À, tiếng Việt thì nè rau cải sao? Chè quả trái cây quay tomato là cà chua chua tomato dưa su bắc hấu bí đỏ cô bắc cà rốt hàng gừng chuối banana dưa leo ui bí ngô Susami, Chuchini, hô bạc nè, ô bạc, kín ô bạc, ừ. tông gran ô bạc, kín ô bạc, táo, sao Táo quả, sao qua nè, cô tên túc, cậu rau tiên biết, cải là nguồn dinh dưỡng quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày. lão cây là những sinh trùng quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày, lão cây, trái số nên những dinh dưỡng quan trọng, 중요한 식품이에요. 제 또한 항상 매일 먹는 식품입니다. 야채는 인산 메인의 식단에서 중요한 영양소 금근원입니다. 영양종 아 영양소 네 금근원입니다. 인종 용징종 오케이 다음 야채는 메인의 식단에서 중요한 영양소 공급원입니다. 네 다음 Quả dưa hấu rất mát và giúp giải khát trong những ngày nắng nóng. quả dung háo chất mất và trước trời khắc chúng những ngày nắng nóng quả dừa quả dừa là Quả dưa hấu quả su bạc, su bạc. dừa su bạc gừng hào chất aju mất trước Su trước bạc cứng mê u si won ha mio à tàu un nan can tin un he so hanun te đô âm좋습니다. mi tem mi Bộ ta도와줍니다. 6야에 더운 날, 낭농, 더운 날 갈증에 tàu un nan좋아하는데 도와줘요. can tin Tan chân ưn he so ha nương tê tô âm mi tìm nị tạ.네. 다음. Cà chua thường được sử dụng để làm nước sốt và salad. Cà chua chúng được sử dụng để làm nước sốt hoặc salad. Salad. Nè. Cà chua tomato Tomato. boton sử dụng để làm nước sốt hoặc salad. Sốt hoặc salad để sử dụng. Tomato는 소스나 샌 lo từ rún mặn từ nun tê cha chu sa dung tem nida. Né.
tám. Bí đỏ thường được sử dụng để nấu canh hoặc làm món nướng. Bí đỏ chúng được sử dụng để nấu canh phục làm món chung. Có ba gân phục thống. Món nướng. Ẩm thực cho nên nấu yếu đi canh canh yếu đi hành đế thằng đều canh bùi nấu canh Bí đỏ thường được sử dụng để nấu canh súp vừa. Rê tư bên kia enun su burun yori hakona uun yori run man nun te ta chu ta nếu dung tìm để vàng. cũng nhiều đi nên Yori Suburun Yori nè xúc Hana nhiều đi nhau cân bút nhiều đi đó nhau cân nấu canh Subu xúc ok. Bí đồ bồi bí đỏ hồ bạc bạc ok tám. cà rốt giàu vitamin A và có lợi cho sức khỏe của mắt. Cà rốt cho vitamin A và colo cho sức khỏe của mắt. Đằng gừng vitamin A를 가지고 있고 colo cho mắt aju눈 건강에 좋아요. Ta cơn enun vitamin A ca bumbu he nun còn căng e cho xâm này ta. Né. Ok. 채소는 매일 식사에서 중요한 영양원입니다. 채소는 메인 식사에서 중요한 영양원입니다. 라우카우 rau củ là nguồn dinh dưỡng cũng보다 quan trọng cho chế độ ăn chính hàng ngày. quan trọng đến âm tắc hàng ngày. Nè, Jesus nên mình xích xa e so chung vô hàn yong yang quan y mì tao. Tiếng Việt bồi Rau củ là nguồn dinh dưỡng quan trọng trong chế độ dinh ăn hàng ngày của chúng ta. dưỡng. Nè, 수박은 매우 시원하고 더운 여름 날씨에 갈증을 해소해 줍니다. Su bắc cơn mèo si quan ha cô tỏ un yo rum nan si e can tin un he so he chum ni ta. Dưa hấu có tác Quả quả dụng giải khát và dưa là giải khát rất rất tốt trong mát. thời tiết mùa hè nóng này. Giúp 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 hè mùa hè nóng 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 nắng nóng nắng nóng mùa hè nắng nóng. nóng nóng nè. Tomato 소스는 샐러드로 사용되는 것이 일반적입니다. Tomato는 소스나 샐러드로 사용되는 것이 인한적입니다. 까까도 cà chua thường được sử dụng trong nước sốt và까주 salad.중아내 수준 소눅 눅솥 바 살라드 호박은 찌개나 구이 요리에 자주 사용됩니다. 호박은 찌개나 구이 요리에 자주 사용됩니다. 찌개, 찌개, 비복 소프 아닙니까? 네 비복 중내 수중 라우칸 바 몽룡 Nóng nướng này. Bí ngô thường được sử dụng trong các món hầm và nướng, nấu네 canh và nướng.당근은 비타민 A가 풍부하며 눈 건강에 좋습니다. 당근은 비타민 A가 풍부하며 눈 건강에 좋습니다. 가락, 고, 짝, 비타민 A, 바, 수코에, 과,
tomat. Có mắt nè. Này, cà rốt Cà cà rốt rốt có nhiều vitamin A và tốt cho sức khỏe của mắt. nè, theo qua hay hồi chế Này. giống phi đồ cổ. Chào, không biết không chi thế nào rồi. À, tốt lắm, gần đây chúng ta đang làm những dự án thú vị, còn bạn thì sao? Không thôi, tôi đang xem xét việc nộp đơn xin bé của một số công ty. Bạn có một số lời khuyên không? Không tồi, tôi đang xem xét việc nộp đơn xin việc ở một số công ty, bạn có một số lời khuyên không? Chắc chắn, hãy đi uống cà phê và trò chuyện về điều đó. Thiên An, anh nhớ phía sau rồi đưa nó thực hiện được quỷ số. Chanchi Neko Iso Yotame Nun Mokachi Hunmiro Un Uro Chek Thurun Chinhen Chung Iya Nonun Otoni. Bên chân à, đã đủ được cô sĩ huyết sẽ chịu nè bộ đồ cô sáng các chuyện nhà. Chôn chôn chữ lẽ. Mulon Icha Kobi Hanchan Sa So Yeki Chum No No Bocha. À, thiên về sử dụng hàm bồn thế sao? Không biết có công ty. À, phía sau ý đi, ở thức kê thế nhỉ? Ý thế nào? Chào, công việc ở công ty thế nào? Tốt lắm, Ừ. gần đây chúng ta đang làm những dự án thú vị, còn bạn thì sao? À, tôi làm à, chào chú à. Gần đây chơi cái này chúng tôi đi đang làm nung ý đại của mình để hát gì mà yêu anh tôi bị không biết đồ không biết thì sao đó nó tệ Không không tồi. tôi đã nên ăn cho à tôi đang xem xét việc đã nên chức trang sắp của số nộp đơn xin việc của một số công ty yếu đồ sai ý ra nên Này, chắc chắn hãy đi uống cà phê và trò chuyện về điều đó. bạn cần mà nhé, bạn có một số lỗi quên không bởi đó đó nên số lỗi đàn thể thủ mới chú sĩ nhé. Bạn có một số lời khuyên không? Cho ni ít này yo cho ni sao yo. À, chốn, ok. À, chồng mà, yeah. Hey, đi uống cà phê, coffee 마시면서 저 주엔 얘기하자. 유도 그것에 관해서 한번 얘기해 보자. 네, 다음 대화 해볼게요. 이번 대화는 락과 채소에 관한 대화예요. 네. 오케이. 아이, 진짜오. 간다이 벤다 앙유 락과 우주. Chào, tôi đã cố gắng ăn lành mạnh hơn, rau quả thì tuyệt vời đó, còn bạn thì sao? Cũng bày đây tôi đang cà lách Cà và rốt. táo Cà rốt. tại vì độ ăn nhanh Tuyệt vời quá, tiếp tục như vậy nhé. Hàn Quốc 안녕 최근에 과일과 채소를 많이 먹고 있니? 안녕. 최근에 건강하게 먹으려고 노력 중이야. 과 인과 채소가 그런 미용에서 좋잖아. 너는 어떤? 나도 그래, 나도 그렇지. 나도 감자칩 대신에 당근과 사과를 간식으로 먹고 있어. 목진의 계속 해서 그렇게 유지해야 해. 네, 띵베스로 볼게요. 아, 진짜요? 요즘에 간다이 최근에 벤다 앙유 라오과 채소 많이 먹고 있어? 오. 그래. 자, 자, 맞아. 거의 다 꼬강, 더 많이, 앙람만, 더 많이 먹으려고 노력해. 했어. 라우와 채소는, 이야, 뚜뽀이도 아주 좋아. 본벤티사오, 넌 어떠니?
tan chứ nương quay cũng còn đây cành. rồi chú chó tôi đang cà rốt này nên à, tháng vừa nào cô sao qua đây một con số tại vì độ ăn nhanh nhanh Bali ăn Ba nhanh ly, ba ly, ba ly ông xích. Bali ấm xích tên Âm xích tê sinh tăng cương qua Bali xa qua rừng một cóc xâm này đó. ok. Cũng thế về cảm giác bị nào chứ. Tu vừa qua. Ô, chóa chóa, chú chóa. Tiếp tức new bài nè. Kế sắp cứ Croquet hấp chal đêm. haku iso. Kre, croquet Hai tinh. hè. Phải tiếng nhé. Tiếp tức new bài nè. Ok. Ta, 우리는 발음 연습해야 될 거예요. Boom. Boom. Bún buông à buông nè Boom 네.있는 단어 뭐가 있어요? Buông si 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 kế buông si cực buông Boom. buông trong trong cơm Hin boom. trong trong Hin sa cát boom. hion À, hin trong boom. sa cát hion. Tại hôm nay cô hin boom. Y sang cha nên trong sa kéo hiong mô giang y yêu Nè, cài phục này, cô hình vương, cốc vương, chỉ cắt. tam giác vuông có một góc vuông Nè. y sa chăng nên trong sa các hiong mô giang y mì đàn. Nè. Cốc vương là tam giác vương, cô mô cốc vương. Chích cắt xăm các hion e nên chích cắt ki hana xâm này ta nè tam giác vuông có một góc vuông À, tam giác vuông có một góc vuông chích cắt vuông xăm cắt chích cắt xăm cắt nè ô vuông vuông ô vùng chích các xăm các hiong e nướng hà nè kê nè e chích nè các sa각형 kê모양의 xây줄 방 này bằng này có nhiều ô vuông y board에는 많은 e bồ정사각형이 tường e nướng있어요 sa các hiong e mà ni ít xin người ta네오 vuông so so sa các hiong kê cha정사각형 모양이에요 là vuông vuông xe xa các hiệu mô gian y dụ nó là hình vuông hình dạng vuông vuông hình vuông vuông ok 직사 직각 삼각형에는 한 개의 직각이 있어요 땀 짝꿍 chỉ cắt고모 xăm các hiệu y가 nữ vuông có một góc vuông một góc một tam giác vuông có một góc vuông이 보드에는 많은 정사각형이 있어요. 이 부từ에는 mà 방 는 này. trong xa các hiệu y ít so có방 rất này nhiều hình có như vuông trên ô bảng này vuông vuông. 네, 술 들어간 단어 알아요? 술. 순 술. 순아술 순 띵글 뭐예요? 술. 루루 로우 로우 네 오사케 술자 미술 소주 미술 미독 미술라 미술 뭐예요? 미독 미토 그러면 술또 뭐가 들어가나 기술 있어요 기술 기술 미독 기능 기술 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 그다음에 시술 시술 심술, 병술, 농수 농수 무술. 몰라요 선수 많아, 많아, 많아. 오케이.
술집? 술집, 아, 술집 술집, 있어. 꽝 라우, 어, 술, 술집. 소주, 아, 소주. 저녁에 친구들과 술집에 갔어요. 어, 저녁에 오이더이더이다 니덴 그 갔어요. 관루 모반비 저녁에 친구들과 술집에 갔어요. 너희 네. 랭 꽝 라우와 왕바에. 이거는 소주가 술이긴 한데 술 아닌데 어쨌든 한국에서 소주가 매우 유명해요. 한국에서 노잼, 소주가 잔 매우 노잼. 유명해요. 아, 한국 대 소주 한국 rất là nổi tiếng. 소주 잔 노잼. 한국 네. 술잔 순잔 là ly rượu. 예종. 예종. 터키에서 마트에서 술잔이 부족해서 순잔이 새로운 것을 가져왔어요. 부족해서 새로운 것은 타이보이텍, 다 보이텍, 적었어요. 타이 타이보이텍 보이텍, này vừa lại thêm một hết tay mới nên tôi liệu rồi ấy tìm cái môi thêm mới xe có cả cho vào xe zero nên sun chan zero quán lưu sun chip술집 tôi qua 저녁에 저녁 지나서 어디다니 된 관로 모이밤비 친구들과 술집에 갔어요. 소주 잔 어디엔고 한국 소주는 소주는 한국에서 아주 한국에서 유명해요. 유명했어요. 나이보이텍 파티에서 했고 술잔이 부족해요. 했고 파티에서 그래서 한국에 내남 또이다 라이넴 다이머 새 것을 가져왔어요. 네. 이거 꽃에 안흥 영향을 줄수 있다. 꽃에 안흥 có thể ảnh hưởng dòng sản네, 영향을 줘요. May influence. 읽어주세요. Thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Tôi chết sao có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Tôi chết Nè. sao cứ 날씨가 우리의 계획에 영향을 줄수 있어요. 난시 나쁜 난시는 싸우 나쁜. 우리의 계획에 영향을 준수 있어요. 네, 다음. môi trường làm việc tích cực có thể ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên. Môi trường làm việc cũng có thể ảnh hưởng đến tăng làm việc của nhân viên. Môi trường Môi trường 모든 일이 một꼭 tuần chắc có thể 영향을 줄수 있어요. 회사의 직원들의 일에 진단 tinh thần sa tinh thần Saki Saki 자신감, 자기에 대해 영향을 줘요. 모든 근장 chắc kinh 학교 인 이름 직관 사기의 형량은 미진수 있어요. 네. 다음. việc tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. 맥주 thực phẩm không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Mặc Nhìn. dù tôi thức phong không lành mạnh, 열심히 하는 거 특밤 튜백은 우리의 건강에 영향을 미쳐요. 건강에 해로운 음식은 섭취하면 건강에 영향은 미칠 수 있습니다. 홍람만 건강에 안 좋은 특판 음식을 먹으면 건강에 영향을 미칠 수 있어요. 네, 알겠어요. 나쁜 날씨가 우리 계획에 영향을 줄수 있습니다. 나쁜 날씨가 우리의
kê hake yong han eun jun su isamnida. Và vì sao thì긍정적인 có thể ảnh작업 hưởng đến환 kế hoạch của chúng ta?오케이 오케이. 긍정적인 작업 환경은 직원들이 직업 만족도에 영향을 줄수 있습니다. 긍정적인 작업 환경은 직원들의 직업 만족도에 영향을 준수 있습니다. 건강하지 않은 음식을 섭취하는 것은 우리의 건강에 영향을 줄수 있습니다. 건강하지 않은 음식은 섭취하는 것은 우리의 건강에 영향을 준수 있습니다. 네, 미칠 수 있습니다. 땡 아니에요. 이거 미칠 수 아니에요. 이거 있습니다. 미치다. 미국은 이거 크레이지 아니에요. 너무 스트레스를 받으면 미칠 수 있습니다. 이 문제 때문에 정말 미칠 수 있습니다. 그 일은 나를 미치게 할수 있습니다. 아, 이거는 맞네. 미칠 수 있다. 근데 이거 내가 이거 찾은 거 아닌데 이거 go crazy 맞긴 맞아요. 근데 그 미치다는 영향을 미치다란 뜻이 있어요. 영향을 미치다. 이때는 crazy 아니에요? 아, 그 호태 안흥 영향을 미치다예요. 근데 미치는 거는 크레이지. 띵백 크레이지 뭐라고 그래요? 그래지 라비 꼭? 콩비콩리 예쿵. 예쿵. 리네 아, 아 리. no. It's made me crazy. 한번 빨리 해봐요. 2분밖에 안 남았지만. 너무 네. 스트레스를 받으면 미칠 수 있어요. 있습니다. 너무 스트레스를 받으면 미친 수 있습니다. 이이 문제 때문에 정말 미칠 수 있습니다. 문제 때문에 전만 미친 수 있습니다. 그 일은 나를 미치게 할수 있습니다. 그 일은 나를 미치게 할수 있습니다. 네. 미치는 거 한번 봐요. 읽어주세요. Nếu gặp quá nhiều áp lực, bạn có thể trở nên điên đi. New cup. Quá nhiều áp lực. Áp lực Áp lực이 미치다예요. stress. 그러니까 또 쪼는 젠젠 미치다가 뭐예요? 젠젠? Điên điên. Điên điên. 젠젠? 스트레스가 너무 많으면 미친 수 있습니다. 아, 압력이 스트레스예요. 스트레스가 너무 많다면 당신은 쪼는 젠젠 미칠 수 있어요. 다음. �ấn đề này có thể làm tôi phát điên thật sự.이 문제를 아, 그때람 또이 발전 특수 특별한 발전에 나에게 에테 에 그때람 이 문제는 전만 나름 제 지게 만든 수 있습니다. 네 다음 Công việc đó có thể khiến tôi điên điên. 공백도 코테기인 또 이젠젠 이 일은 나를 미치게 합니다. 그 일은 나름 미치게 만든 수 있어요. 네. 다음 주제 알려주세요. 네. 문법도 채팅창에 페이스북 메시지로 보내주세요. 내일 저는 준비해줘요. 내일 수업. 준비, 오케이. 저는 레스 만들요 오케이. 만들어요. 내일 봐요. 네, 땀빛. 수고했습니다. 네, 저는 수고했어요. 땀빛. 감사합니다. 네, 미투.